Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ công bố kết quả của người đã dự đoán chính xác trận chung kết U23 của Việt Nam và cũng như là Uzbekistan thì tặng cho các bạn là lần lượt là một chiếc Oppo M5 đỏ và Asus VGA 1050 Ti của nhà tài trợ là Oppo và cũng như là nhà tài trợ là Alpha PC. Thế thì bây giờ là kết quả chúng ta đã biết rồi. Thì yêu cầu của mọi người là phải dự đoán cái tỷ số của chúng ta là trong vòng là 90 phút thi đấu chính thức, chứ còn không tính là kết quả là kể từ sau hiệp phụ. Vì thế nên mà các bạn đã thấy đây. Đây, mình có yêu cầu các bạn sẽ điền các thông tin và đoán kết quả sau 90 phút chính thức nhá. Kết quả sau 90 phút chính thức thì nó đã là một đều. Và đây là kết quả mà mọi người đã bình luận và comment ở trên cái link Google Drive. Mình yêu cầu rất rõ đối với các bạn, đó là các bạn phải điền thông tin trên Google Drive chứ không phải là comment ở YouTube. Nhiều người comment ở YouTube thì coi như mặc định đã bị loại rồi, tại vì ở trên Google Drive thì bọn mình mới có thể kiểm tra thế này được, trên YouTube thì không thể kiểm tra được. Và đây thì mình sẽ bắt đầu lọc cho các bạn, là mình sẽ lọc ở đây là sẽ lọc là hòa sau 90 phút. Thì đây là tổng cộng những bạn đã dự đoán là hòa sau 90 phút và đang sắp xếp cho mốc thời gian. Và kết quả của ta là một đều. Vì vậy nên mà bạn đầu tiên đoán với kết quả một đều là bạn Đào Duy Minh Nhật lúc 20 giờ 32 phút ngày 26 tháng 1, tức nghĩa là trước ngày diễn ra trận đấu của chúng ta. Đúng cái hôm mình đăng video luôn. Thì bạn này đã share video ở chế độ công khai rồi. Như vậy là bạn này sẽ được một cái Oppo M5 đỏ. Và bạn tiếp theo dự đoán đó là 1-1 là bạn Vũ Phạm Việt Hoàng 20 giờ 33 phút, tức nghĩa là chênh có một chút xíu thôi. Đó. Và bạn này thì cũng đã share ở chế độ công khai. Như vậy là chúc mừng hai bạn này đã dự đoán chính xác tỷ số sau 90 phút của chúng ta là một đều và đều đã share ở chế độ công khai trên Facebook. Bạn Tiêu Khánh Duy chênh có một tích tắc một chút xíu thôi, nhưng mà đáng tiếc là cũng không có cơ hội. Xin cảm ơn các bạn.